好，欢迎大家来到我的汉语课堂，我叫陶红杏。欢迎các bạn đến với lớp học tiếng Trung của cô Đào Hạnh, số 221, ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Website tiengtrunghanoi.com, số điện thoại 0978-020-636, email daohanh86@gmail.com. Chương 10. Các dịch vụ giải trí. 1. Bóng đá. Bạn nghe, họ lại. Ni thiên, tham anh vô. Tối hôm nay, đội A nhất định sẽ thắng. Chinh hoàng, ai tuệ, khẩn tiếng diễn. Tôi nói là đội B, wo shuo shi bi tuệ. Đội B có thể thắng được đội A sao? Bi tuệ, nướng diễn ai tuệ. Cậu đừng đùa. Ni bế tâu lò. Hiện nay, thực lực của toàn đội B đã xuất đi rất nhiều. Xin xài, bi tôi đã xử lý cha tua lờ. Bạn có biết nguyên nhân vì sao không? Nì trư tạo sư quầy sớm mơ. Từ khi tiền đạo trái ra đi, từ chúng bi tôi tờ chỗ chén phân chỗ là gì hậu? Bạn đã quá đề cao người đó rồi. Nì hề thay thu chú cho cả rảnh tờ chỗ dùng lờ. Bạn đừng quên rằng, hôm nay đã ở sân nào, đội A đều chiếm ưu thế đá tại sân nhà và cổ động viên. Nì bế quang là trơ sư sai nả thi ai tuệ tô trang dữ che mở thi dữ quan trọng. Không sai, nhưng mà từ chỗ có lợi đôi lúc biến thành bất lợi. Bú thuộc bú cổ dù lì yên su dù sứ dễ hội biến chứng bú lì yên su. Trận đấu trước không phải là đá ở sân nhà sao? Sang hồi bị sai, bố chiêu sư, nhưng với trại cha mẫn thi. Tôi nghĩ, đội A nhất định sẽ rút kinh nghiệm từ bài học trước. Wo xiang, ai tuệ, yi ding hui xi xu, sang sư tờ chiêu xuyên. Vì vậy, hôm nay đội A nhất định sẽ thắng. Số gì, sẽ toàn tiên chinh thân yi ding hui diễn tờ. Bạn đừng quá lạc quan, chiến lược, chiến thuật. Tối nay của đội B bạn biết không? Nì bế thai lỡ quan, bi tuổi chinh quả thật trang lưu, trang sụ nì chứ tạo mà. Nếu như đội A thắng thì bạn tính sao? Ai tuổi do sự diễn lờ, sầm mà bạn. Tôi sẽ bao bạn một chầu. Ủa hơi bao nì dưới tuần. Được, hào tờ. Nhưng nếu đội A thua thì tính sao? Ai tuổi do sự su lên á. Thì tôi sẽ bao cậu. Ủa chiều bao nì. Được, hào tờ. 2. Xem kịch. Tuyết mai. Tôi mới mua được 2 vé xem kinh kịch. Xuyên mấy. Ủa căng mải tàu. Liàng trang chinh truy phèo. Tối nay, chúng ta đi xem được không? Chinh hoàng. Ủa mình truy khả hảo mà. Kinh kịch rất hay. Nhưng tôi nghe không hiểu. Chinh truy hẳn hiểu ý sư. Khờ sư, ủa thiên bộ tổ. Không việc gì. Đến lúc ấy, tôi phiên dịch cho bạn. Mấy quan sĩ. Tàu sư hộ. Wo tang ni de fan yi. Thế thì tốt, mấy giờ đi? Na hao, chi dian zou. Đường khá xa, 6 giờ chúng ta đi được không? Lu bi jiao yuan. Wo men liu dian zou. Zen me yang? Thôi rồi, 6 giờ tôi không thể về được. Buổi chiều tôi có môn nghe. Zao le. Liu dian, wo ke neng hui bu lai. Xiao wu wo you tin li he. Xem tình hình nhé, đi được thì đi. Không được thì để lần sau xem. Các hành chính khoảng bà. Chuy tới lèo chiều tổ. Chuy bù lèo về mấy quan sĩ. Thật xin lỗi. Trên tôi bù chỉ. Tôi không thích kịch nói. Wo bù xì hoan hoa chữ. Anh Lý. Kịch nói tối qua anh xem không? Xéo lì. Dố quả tấm hoa chữ. Nì khăn là mơ. Xem rồi hay lắm. Khăn là. Cho hiểu ý sư. Tôi cảm thấy không hay. Wo jue de bu hao kan. Tại sao anh cho rằng nó không hay? Wei shenme ni ren wei ta bu hao kan? Diễn viên diễn xuất rất đơn điệu, động tác cũng không có gì thay đổi. Diễn viên biểu diễn ta rất giản đơn, động tác cũng không có gì thay đổi. Kịch nói chính là như vậy, tính cách của nhân vật chủ yếu biểu hiện thông qua ngôn ngữ. Hoa chi
就是这样，人物的性格主要是通过语言来表现。Anh thấy đấy, ông già luôn hút thuốc, cô gái thì khóc. 你看，老头总是抽烟，过年就爱哭。Đó chính là diễn xuất mà,这就是表演嘛。Tính cách nhân vật khác nhau, động tác của họ sẽ khác nhau. Đó chẳng phải là đặc sắc hay sao? Rắn ưu thì xin cỡ phụ thống, thơ mơ thật tụng chủ, chứ bố ý rằng, chờ bố sư hình chinh chải mơ. Tôi cứ không thích kịch nói, phim hay hơn kịch nói nhiều, và chứ bố sĩ hoan hoa chứ. Điện ảnh bị hoa chứ hào khăn tua lần. 3. Tham quan sở thú. Ngày mai là ngày lễ 30 tháng 4, chúng mình đi đâu chơi? 明天是430解放日。我们去哪玩？ Chúng mình đi sở thú nhé。我们去动物园吧。Được, đã lâu rồi tôi không đến đó。好的，我好久不去那个地方。Anh nhớ mang theo máy chụp hình nhé。你记得带照相机呀。Đừng lo, tôi sẽ mang theo。别担心。我会带去。Mấy giờ chúng ta đi? 我们几点去？Khoảng 8 giờ sáng được không? Miễn sao 3 tiền hảo mà. Được, ngày mai gặp lại. Ờ, miễn thiên chiên miệng. Ồ, con voi này to quá. À, trời trời xiang khai to lần. Tôi đoán nó đã hơn mấy chục tuổi. Của sai tha dễ sử chỉ sử suy lần. Tôi cũng đoán vậy. Quá dễ sai chứ dặn. Con voi kia chắc mới sinh. Nà trời xiang, dễ sử căng chu sân. Người ta bao vây coi nó ăn mía kìa. Rảnh treo quẩy cho khán tha chưa can chân à. Chúng mình qua bên đó xem đi. Quả mình chỉ nai bèn khán bà. Chờ chút để mua mía đã. Từng ý xa. Ra quả mải can chơ bà. Coi chừng nó phun nước. Xèo xin, thắp hấn sợi. Bạn nhìn kìa. Con khỉ thật dễ thương. Nhi khán khán. Hổ sử khán đã chân khở ai. Ồ, nó còn biết làm xiếc. À, tha hải huy diễn giá trị. Mau lên, chụp cho tôi một tấm hình. Khoai lại. Trao kế hội y trang xiang. Cho nó một trái chuối. Kể thấy cơ xiang treo. Nó thật thông minh. Tha chân thun miếng. Bạn mệt không? Nỉ lây vũ lây. Tôi vừa mệt vừa khát. Quả dâu lây dâu khở. Tôi lại vừa đói vừa khát. Quả dâu ơ dâu khở. Mấy giờ rồi? Chỉ tiền lắm. Bây giờ đã 12 giờ trưa. Dì chiên trung ủ sứ ở tiền lắm. Chúng ta đến căng tin đi. Quả mang tàu xẻo mai bù bằng. Ở đó bán rất nhiều thứ. Tại nào? Mai hẳn tua tung si. Được thôi, đến đó chúng ta nghỉ một chút. Rồi ba. Tao nào siêu si hồi. Nghỉ xong chúng mình đi đâu? Siêu si hồ, quả mang chỉ nào? Chúng mình đi tham quan nhà bảo tàng được không? Quả mình chỉ tham quan vũ quản hảo mà. Thật thú vị. Trên xin chị. 4. Âm nhạc. Bạn cảm thấy buổi biểu diễn âm nhạc hôm qua thế nào? Nì chế tờ chỗ thiên tờ yên yue hội. Sầm mái giăng. Rất thú vị. Hẳn cảm xin chị. Bạn có thường nghe không? Nì chinh trắng thiên mơ. Thường xuyên nghe. Tôi rất thích nghe. Chinh trắng thiên. Wǒ hěn xǐ huān tīng. Tôi cũng rất hứng thú đối với âm nhạc. Wǒ duì yīn yuè yě hěn càng xīng qù. Bạn thích thể loại gì? Nǐ xǐ huān nǎ zhòng. Tôi thích nghe nhạc cổ điển, còn bạn? Wǒ xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè. Nǐ nè? Tôi cũng rất thích nghe nhạc cổ điển. Wǒ yě xǐ huān gǔ diǎn yīn yuè. Đặc biệt nhất là tác phẩm của Beethoven và Mozart. Thơ vẽ sư Beethoven và Mozart tờ chuò pǐn. Họ là hai nhà soạn nhạc nổi tiếng của thế giới. Tôi cũng rất thích tác phẩm của họ. Tham ơn sư liàng quê sư chê trụ miếng tờ yên yuê chê. Quá dễ hẳn sử hoan tham ơn tờ chua phim. Sở thích của hai chúng ta rất giống nhau. Sở mơ tờ ai họ hẳn xiang thổ. Ngoài âm nhạc ra, bạn còn sở thích khác không? Chú là yên yuê. Nì hãy dụ thơ bế tờ ai họ mà. Ngoài âm nhạc ra, những thứ khác tôi đều không thích. Chú lê yên yuê, bế tờ, quả tố bù xì hoan. 5. Kể về chuyến du lịch. Ông Lý, chào ông. Lì xiên sân, ní hò. Chào ông Nguyễn, đã lâu không gặp.
Ni hao, Ruan sen sheng, hao jiu wu jian. Tôi mới đi du lịch về. Wo gang lùi xiếng hối lại. Ông đã đi những nơi nào? Ni yi jing qu na li? Nha Trang, Huế, Đà Lạt, Hà Tiên. Giá Trang, Xuân Hoa, Tà Lơ, Hồ Xiang. Như vậy, ông đã đi khắp cả nước Việt Nam rồi. Zhe yang, ni yi jing zhou bian Yue Nan le. Ông thấy thế nào? Ni jue de zhen me yang? Thật là thú vị. Chân cả xin chị, phong cảnh nước ta thật đẹp. Wo men guo jia de feng jing hen mei li. Nước ta có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Wo men de guo jia you hen tuo ming sheng gu ji. Thật là tiếc nếu chưa được đi qua. Ru guo bu qui guo jiu hui zhen ke xi. Đúng vậy, sư đệ. Thế ông có tham quan phố cổ Hội An không? Na, ni you mei you chan quan Hui An cổ thành? Tất nhiên là có, thật là tuyệt. Ta rất dầu. Chân xin chị. Ngoài phố cổ Hội An, tôi còn đến chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định. Chú là Hội An. Của hải trị Thiên Mụ Sư, chỉ tiện liến. Ngoài thưởng thức phong cảnh, còn thưởng thức các món đặc sản của từng nơi. Chú là xin chàng phương trình. Hải xin chàng cơ tị để thơ sản sai. Ông đã đến những nơi đó chưa? Đi truy cơ nó có tí phong là mấy dầu. Chưa, tôi định Tết năm sau sẽ đi. Hải mệt, quả tà soạn, miễn nén xuân giải hội trị. 6. Đặt vé máy bay. Alo, có phải Tiểu Hồng không? Quế, xin xèo hổng mà. Vâng, tôi đây. Sư, quả chưa sư. Tôi là Marie. Quả sư Marie. À, chào Marie, đã lâu không gặp. Hả? À, Marie, hảo chị bú chết. Làm phiền bạn. Tôi có việc này cần bạn giúp đỡ. Má phán nì. Quá dầu sư, giao nì tao băng trụ. Tôi muốn đi Trung Quốc du lịch, nhưng không biết đi đâu đặt vé máy bay. Quá giao chi Trung Quốc lì xính, tàn cú chư tao chi nả lì tinh phay chi phèo. Thì ra là chuyện này, không có vấn đề gì. Nguyên lại trơ chèn sư, mấy quần thí. Tôi nghĩ bạn nên đến hàng không dân dụng Trung Quốc đặt vé. Quá xàng, nì yên cai chi Trung Quốc miễn hãng tinh phèo. Đến công ty du lịch đặt có được không? Nghe nói vé của hàng không dân dụng Trung Quốc khá mắc. Chuy lùi xính sơ tiên có gì mà? Tin su Trung Quốc miễn hãng tập hiệu bị treo quỷ. Có thể mắc hơn vé của công ty du lịch một chút, nhưng ở đó ngay cả vé máy bay nội địa Trung Quốc cũng đều có thể đặt mua cùng. Khờ nứng bị lùi xính sơ tập hiệu quỷ ít à? Tàn sư dài nà, lén dài Trung Quốc của này lùi xính tập chi hiệu tô đứng y chỉ tiên. Như thế rất thuận tiện. Chờ hẳn phan biệt. Tôi nghĩ anh thử đến đó hỏi xem. Quá xèng, nữ chi nào quân quân. Vâng, cảm ơn nhiều. Hào tờ, xie xie. Đừng khách sáo, của khờ chị. 7. Đi du lịch. Tiểu Yến, mình dự định tháng sau đi du lịch. Xiao Yan, wo ta suan xia yue qu lu you. Bạn dự định đi đâu? Ni ta suan qu na li? Tôi sẽ đi Trung Quốc. Wo hui qu Trung Quốc. Bạn đi bao lâu? Đi qu tuo shang qu jian? Khoảng nửa tháng. Ta cai ba ke yue. Thật thú vị. Zhen xin qu. Tôi dự định đến Bắc Kinh 3-4 ngày, tham quan Thập Tam Lăng, Vạn Lý Trường Thành. Wo ta suan qu Bắc Kinh, trụ 3-4 thiên, tham quan Sứ San Liên, Quan Lý Trang Trấn. Sau đó đi Tây An, rồi hồ qu Xi An. Được lắm, Tây An có nhiều danh lam thắng cảnh. Họ Xi An dấu hẳn tô miếng sân cụ chi. Bạn nghĩ xem, sau đó tôi nên đi đâu tham quan? Nì sáng sàng, rán hồ của Duyên Cai chi nó đi tham quan. Tốt nhất là đi Hàng Châu, du ngoạn Tây Hồ. Tôi hào chi Hàng Châu, dấu Xi Hú. Cuối cùng là đi Thượng Hải. Tôi hào chi Sàng Hải. Đúng, ở đó mua đồ rất tiện. Tuy là, tại nà bên, hẳn phang bên mải tông xi. Nghe nói đồ đạc ở đó rất nổi tiếng. Thiên xua, tại nà bên tờ tôn si hẳn dụ miếng. Đúng vậy, sư thờ. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Chú nì dội thăng khoai lơ tụi dùy dấu. Cảm ơn, xie xie. Xin hỏi phòng bán vé ở đâu? Xin quân, chô biêu chú tại nào? Ở bên kia, tại nà bên. Cảm ơn, xie xie. Cô ơi, tôi muốn mua một vé xe lửa đi Hà Nội. Quả giao mà dì trang truy hở này tờ hồ chơ biêu. Xe lửa đi Hà Nội mỗi ngày có mấy chuyến, chị mua chuyến mấy giờ? Chuyến hở này là hồ chơ,
Mày thêm dấu hỏi chỉ thăng. Nếu giàu chỉ đèn tao, chuyến mấy giờ cũng được. Chỉ đèn tao khở gì? Xin hỏi, có tàu tốc hành không? Xin quên, dù thơ khoai tao mau. Mọi người đều thích tàu tốc hành. Vé tàu tốc hành đã bán hết rồi. Ta chia tôi sĩ hoan thơ khoai. Thơ khoai phèo, dì chiến mãi quán lờ. Nhưng 2 giờ 40 chiều có một chuyến tàu nhanh, là tàu số 13. Bố của xe ủ lén tiền sư sư phân, dối thăm khoai chưa, sơ sư 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 san sư. Được. Có vé giường nằm không? Hào, dù qua phu phèo mau. Giường cứng không còn nữa, giường mềm còn mấy vé. Nhưng qua mấy dù lờ. Rồn qua 2 dấu chỉ trăng. Một vé giường mềm bao nhiêu tiền? Y trang rồn qua phèo tô sảo chén. 800.000 đồng, 80.000. Tôi mua một vé, tiền đây. Của mã gì trang, trước sự chén. Vé của chị đây. Cái nỉ phèo. Cảm ơn, xin hỏi bao lâu có thể đến Hà Nội? Xie xie, xin quân. Tô sáng sứ chen, nước tàu tá hở này. 40 tiếng đồng hồ. 40 cơ xiao sứ. Cảm ơn, xie xie. 8. Danh lam thắng cảnh. Tan ca rồi, chúng mình về nhanh thôi. Xia ban lờ. Của mình khỏi hối cha bà. Ngoài trời đang mưa, làm sao đi được? Ngoài bên, xe cho ta dù. Trần mơ sầu. Mưa to không? Tôi có dù. Dù ta bố ta. Có dù dưới sàn. Bạn xem, mưa không nhỏ. Nì khăn. Dù bố ta. Chúng mình đợi đến mưa nhỏ hay đi? Qua bên từng dưới xèo là chai sổ bạc. Bạn thấy Hà Nội thế nào? Nì chuyện tới hớn này chẳng mấy dạng. Lúc trước, bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Dì chén, nì lái cô dưới nán là mấy dù. Đã đến một lần. Lấy sư lờ. Bạn đã du ngoạn nơi nào? Đi dỗ là nhà xe tiệp phong lơ. Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Hồ Chí Minh Sư, Giá Trang, Ta Lơ. Bạn vẫn chưa đến Hà Nội. Đi hai mấy tàu hở này. Đây là lần đầu tiên. Cho sư tí ít sư. Bạn thấy Hà Nội thế nào? Đi chơi tàu hở này chẳng mấy dạng. Rất đẹp. Mày chỉ là thời tiết rất dễ chịu. Thiên chi hẳn su phụ. Còn gì nữa? Hãy dầu sánh mắt. Tôi rất thú vị với danh lam thắng cảnh ở đây. Của tôi trở thành miễn sự hữu trị, hẳn cả chính trị. Hy vọng sẽ gặp bạn lần sau. Hy vọng sẽ thử, đứng dài kênh nỉ chiên mẹ. 9. Lễ Giáng sinh. Tuần sau là Noel, tôi phải chơi thoải mái mấy ngày. Xe sinh chi sư sưng tàn chế. Của tệ thung thung khoai khoai thờ quán chỉ thiên. Noel không phải là ngày lễ của Trung Quốc. Trường học không cho nghỉ lễ. Sinh thành chế, của sự trung của thật chế rư. Xế xeo, của phạm chia. Thật sao? Bạn tôi ngày mốt đến chỗ tôi không thể đưa cô ấy đi chơi. Sư mơ, của hưởng dụ hậu thiên. Lấy của trợ, của bố nướng phải tha chị. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giận bạn. Của xèn tha hội sưng nì ta chị. Còn phải nói, nì hãi xua, đừng lo lắng. Tôi vừa nghe nói, học sinh ăn lễ Noel có thể nghỉ 3 ngày. Bế tráo chí. Của căng thiên xua, của sinh tàn chế là xuế sinh, khở phòng san thiên chạ. Thật tốt quá, thay hảo lợi. Bạn tôi đến. Tôi đi văn phòng xin nghỉ, có kịp không? Của hướng dầu lại, của chiều lại ban công sự trình chạ, lại tới chí mà. Có lẽ không kịp, tốt nhất bạn nên đi sớm một chút. Khở lại bù chí. Tuy hào. Ní xảo chú ý tiền. 10. Tham quan triển lãm. Ở đó có triển lãm gì vậy? Nào, dù sao mà trảng làm, triển lãm thư pháp, su phà trảng làm. Thư pháp của bạn, tham gia triển lãm chưa? Nếu ta su phà chủ hình, tham gia trảng làm lên mấy dầu. 2 tác phẩm của tôi đã tham gia triển lãm này. Của tôi liền trang chủ hình, tham gia là trở sự trảng làm hội. Chúng mình đi vào tham quan đi. Giá mến chinh truy tham quan. Được, bạn cũng thích thư pháp Trung Quốc à? Hào. Nếu vậy ai hào Trung Quốc tờ su phạm. Vô cùng hứng thú. Phi sáng cảm xin trị. 11. Đi bơi. Chủ nhật, bạn thường làm gì? Xin chi thêm. Nhi trắng chỗ sẵn mơ. Chủ nhật, tôi thường thích đi ra ngoài. Tôi thường đi bơi. Xin chi thêm. Quả trắng trắng tờ ngoài bên chỗ rổ. Quả trắng trị dấu dụng. Bạn thường đi đâu bơi? Nhi trắng trị nào dấu dụng. Hồ bơi gần trường học của bọn mình. Nếu của mình học sinh gần trường tại dấu dụng chứ. Tôi không thích bơi. Tôi không thích bơi.
Bạn thường làm gì vào ngày chủ nhật? Shiniten ni chanzo shenme? Tôi thích sưu tập tem. Tôi thường trao đổi tem với những người thích sưu tập tem. Wo shihuan ji you. Qua chán gần ai hao ji you de ren. Hoan you piao. 12. Đi tham quan thành phố. Anh đi đâu vậy? Ni chui na li. Tôi đi thành phố. Wo chui cheng li. Đi thành phố. Chui cheng li. Hôm nay là chủ nhật. Người đi trên đường đông không? Jin tian xin xi tian. Jie shang ren duo ma? Trong cửa hàng, trên xe buýt người chen chúc nhau. Tại sao thế? Cung cung chi cho rấn chỉ rấn. Tại sao anh lại đi vào ngày chủ nhật? Nếu vì sao mà phê chi chi thiên chi bù khở. Ngày mai khai giảng, tôi dắt mấy đứa trẻ đi mua đồ thể thao. Miễn hình khai sử, của tay ở dự. Mày duyên tông y phú chi, mua được chưa? Mày cháu là mấy rồi? Tôi đi mấy tiệm, rồi mới mua được một bộ vừa ý. Chỉ là chỉ có sang tiền, phải mãi tao ý thảo hỡ sự. Trong cửa hàng, không phải treo đầy các loại quần áo thể thao sao? Sang tiền thì, ủ sự qua mà là cửa trùng duyên tốt y phủ mơ. Và lại màu sắc kiểu dáng đều rất thịnh hành. Giải xua, diễn sơ giang sự, tôi sư hành liễu xỉn mơ. Nhưng mà giá tiền đều rất mắc, mua một bộ vừa ý thật không dễ dàng. Hỡ sự giá chén hẳn quỷ, mấy thảo màn gì? Chân bù rỗng gì? Đúng vậy, sư thật. Chúng tôi đợi anh đã lâu. Quả mình tận ra này thay chiều lợ. Xin lỗi, bị kẹt xe. Tôi với chị. Bảy tủ chơ. Anh đi xe buýt hay xe đạp đến? Nì xì chỗ cung cung chỉ chơ hay xì chỉ chơ chính chơ? Đi xe buýt chỗ cung cung chỉ chơ. Xe đạp đâu? Chứ chính chơ nữa. Con cô tôi lấy đi rồi. Quả hải sử bà ta chỉ dầu lợ. Đi xe buýt mất bao lâu? Nì xô là tô trắng chỉ chen. Một tiếng rưỡi, tôi phải đợi 20 phút. Với các bạn xèo sử. Quá tưởng trờ, 20 phân trung. Tại sao đợi lâu như vậy? Quên sao mà tưởng trờ một tráng sĩ chen? Người quá đông, rấn thải tua. À, tôi quên mất hôm nay là chủ nhật. À, quả quang chi là chinh thiên xin chi thiên. 13. Hỏi thăm công việc. Anh thường thức dậy lúc mấy giờ? Như tráng chỉ tiền trì choáng. 5 giờ. Ủ tiền. Anh thức dậy quá sớm. Nhi chỉ đã thay chào lợ. Tôi quen rồi. Mỗi ngày tôi đều thức dậy lúc 5 giờ. Wo xí quan lợ. Mày thiên wo wu tiền chỉ choáng. Anh dậy sớm như vậy làm gì? Nhi chỉ chưa mà xảo sổ sớm mơ. Tôi tập thái cực quyền một tiếng sau đó ăn sáng. Wo tẩy cơ xèo sử tật thai chỉ chuyển rắn hồ chư chảo phạm. Anh hôm nay bao nhiêu tuổi? Nhi chỉ nén tố ta nén chỉ lơ. 63 tuổi. Về hưu lâu rồi. 63 岁, giờ chưa thôi siêu lỏ. Con trai anh vẫn còn ở với anh chứ? Ở dự, hãy gần này ý chỉ chủ mơ. Vâng, chúng nó vẫn còn ở với tôi. Tuệ, tham anh hãy gần của ý chỉ chủ. Tôi giúp chúng nó đi chợ, nấu cơm, đưa đón cháu. Của ban tham anh mãi chạy, chỗ phạm, tai xuân dự. Con trai anh, không đưa đón con nó đến nhà trẻ à? Ở dự bố xuân hải dự tao dâu ở dưỡng truy mơ. Sáng đưa, chiều đón, đều là việc của tôi. Chào xuân hoàng chê, tôi sư của tôi sư. Màu sắc đôi giày của bạn rất đẹp, mua ở đâu vậy? Nhi ta xế yến sơ hẳn pheo liang. Tại nào mãi ta? Mua ở cửa hàng bên cạnh ký túc xá. Tại xuân sơ hẳn bên nó cờ sang tiền mãi ta. Mắc không, bao nhiêu tiền một đôi? Quê bố quê, tôi sợ chén y xoan. Rất rẻ, 80.000 đồng. Hẳn phén gì, bao quá. Đôi giày này cỡ bao nhiêu? Trơ xoan xế. Sư tổ ta hào ta, cỡ 23. Ở sư san, chân tôi lớn, phải đi cỡ 24. Không biết có không? Quả thật chèo ta. Chèo chân, ở sư sư hào. Bố thư tao dùng mấy dồ. Có thể có. Cửa hàng cách đây không xem, bạn có thể đi xem. Có gì dồ? Sang tên, lý trợ vụ duyền. Nhi có gì truy khăn khăn. 14. Tại cửa hàng trà. Xin hỏi, quý khách cần mua gì? Xin hỏi, quý khách xiáng mải sắm mắc? Ông chủ, tôi muốn mua một ít trà. Lão bàn, tôi muốn mua một ít trà. Ông muốn mua trà gì? Nì giao mà sắm mắc trà? Hồng trà, hỗn trà, 100.000 đồng một kg. Ông cần bao nhiêu? Sử hoàn khoa gì cung chinh? Nì giao tô sào, có trà túi lọc không? Dù tay phao trà mà, có 25.000 đồng một hợp. Dù, ông anh ủ khoa gì hả?
Một hộp mấy túi? Ý hở, tôi sợ bao? 10 túi, sữa bao? Vâng, tôi lấy 2 hộp. Hào. Kế hoạch liền hở? Tổng cộng 50.000. Chỉ có ngủ quanh khoai. Xin hỏi, tôi có thể trả bằng ngoại tệ được không? Xin quên, của phụ quay hơi hảo mà. Ông có ngoại tệ? Nếu dụ quay hơi. Vâng có. Xưa tờ. Được, ngoại tệ và nhân dân tệ đều được. Hảo, quay hơi hỏi rồi mình bị tâu xỉn. 15. Những khó khăn thường gặp. Chìa khóa tôi mất rồi, bạn có thấy không? Của tôi giao sư tiêu là. Nì khăn trên mấy dụ. Trên bàn có một cái, có phải của bạn không? Chúa chỉ sang dụ ý cơ. Sư bố sư nì ta. Không phải, tôi không để trên bàn. Bố sư, của mấy phong sai chúa chỉ sang. Trong túi có không? Khẩu tay lì dụ mấy dụ. Không có, mấy dụ. Vừa rồi, bạn có đi đâu không? Nì căng trái suy nã lì ma. Không, tôi chỉ ở trong phòng này. Mấy chị, của chỉ sai trợ phán trên lì. Bạn nhìn kìa, ở dưới ghế. Nì khăn. Tại vì sư xe bên nào? À, đúng rồi. À, tôi là. Ở đây có thể hút thuốc được không? Chờ những châu yên mơ. Thưa cô, có thể hút thuốc ở đây được không? Xéo dễ. Chờ những châu yên mơ. Ở đây cấm hút thuốc. Chờ chinh trừ châu yên. Tôi đi ra ngoài hút. Của tao quay bên chuyện châu yên. Hôm nay là ngày không hút thuốc. Bên ngoài cũng cấm hút thuốc. Chinh hên. Sự ủ châu yên trừ. Quay bên và chinh trừ châu yên. Anh nên cai thuốc lá. Nhi yên cai chia yên. Nào hút một điếu. Lại. Châu y chưa yên. Tôi cai thuốc rồi. Của chia yên là. Thật sao? Chân tâm mơ. Thật. Nghe nói một điếu thuốc có thể giết chết một con bò. Chân tâm. Thiên su. Nhi chưa yên. Nướng sử gì chưa nhiễu. Làm gì mà đáng sợ như vậy? Nào sư trâm mơ hai pha. Thật đấy. Hút thuốc lá rất dễ bị ung thư phổi. Sư thờ. Chia yên rúng gì hoàn phẩy ải. Anh cũng nên cai thuốc lá. Nếu vậy duyên cai chè yên. Vâng. Để tôi thử xem. Ờ, ra ngoài sư sư. Bác sĩ bảo tôi cai thuốc lá. Tài phu ra ngoài chè yên. Tại sao anh chưa cai? Quay sao mà hãy mới chè yên? Tôi nói với bác sĩ. Bác sĩ mà bảo tôi cai thuốc nữa thì tôi tự sát. Quả cân tài phu xua. Tài phu chạy ra ngoài chè yên. Quả chịu tự sát. Thế bác sĩ nói như thế nào? Tài phu chẳng có xua. Bác sĩ nói không cai thì không cai, đằng nào kết quả đều giống nhau. Tài phu số, bù chê chi bù chê, phản trừng chế của tôi dặn. 16. Hỏi thăm về gia đình. Đây là hình của ai? Chơ sư sấy tờ trào xiang. Đây là hình của ai, có thể xem được không? Chơ sư sấy tờ trào xiang, có gì khác mà? Được, có gì? Hai người này là ai? Họ rất giống bạn. Chơ liền có thể sư sấy. Thơ mơ hẳn xiang nì. Phía trước là em gái tôi, phía sau là chị tôi. Chén bên sư của mẹ mày, hồ bên sư của chị chê. Họ đều là sinh viên phải không? Thầm anh tôi sư ta suy sân mơ. Không, chị tôi là giáo viên, em tôi là sinh viên. Phụ, của chị chê sư chèo sư, của mẹ mày sư ta suy sân. Bạn có quen cô gái kia không? Nữ đơn sư, nó quay xíu chị mơ. Cô ấy là nghiên cứu sinh của khoa tôi. Thà sư của mình sư tờ diễn chư sân. Cô ấy giống diễn viên vũ đạo, nhảy rất giỏi, đúng không? Tha hình xiang, vũ đạo diễn viên, theo thật băng chỉ, sư bú sư. Đúng, cô ấy nhảy rất giỏi. Sư, tha mình theo thật hình băng. Bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? Nì có gì kế hoạch mình chia sao mà? Bạn đã để ý đến cô ấy rồi phải không? Nì khăn sang tha lơ mà. Tôi muốn làm bạn với cô ấy. Quả giàu kinh tha chép hưởng dầu. Ông có phải là ông David không? Tôi là Lý Hoa, đây là danh thiếp của tôi. Nếu sư ta quỷ sinh sưng mà. Của sư Lì Hóa. Cho sư của ta miễn khen. Chào ông Lý, tôi là David. Lì sinh sưng nín hào. Của sư ta quỷ. Hoan nghênh ông đã đến Trung Quốc. Hoan dĩ nỉ lãi Trung của. Tôi xin giới thiệu một chút. Đây là Marie vợ tôi. Qua lấy chia sẻ ý xạ. Cho sư của chi sử Mã Lị. Xin chào phu nhân David. Hoan nghênh hoan nghênh. Nỉ hào. Ta quỷ phụ rảnh. Hoan dĩ hoan dĩ. Chúng tôi dự định ở một tuần, làm phiền ông rồi. Quá thà soạn tay cái xin chi. Kế nỉ mã phản lờ. Không có gì, phú khó chi. 17. Giao tiếp thường ngày. Thưa cô, tôi muốn đặt phòng. Xéo chè. Quá xèn tiền phán. Bà muốn đặt phòng gì? Phòng đơn hay phòng đôi? Ní xèn tiền sớm mà phán chen. Tan rẫn tờ hả sư soan rẫn tờ. Tôi đặt phòng đôi.
我订双人的。Xin mời điền vào bản đăng ký. Xin thẻ tương chi biểu. Khi nào ở thưa bà? Sống vào sư hô trụ. 2 tuần sau. Lên cái xin chi ý hô. Mấy ngày nay, anh có thấy Tiểu Lý không? Trở dị thêm. Đi khăn chen xé lì mau. Anh ấy bị bệnh rồi, đang ở bệnh viện. Tha biên lờ. Tại y viện trụ lờ. Bệnh gì? Nằm viện khi nào? Sống vào biên. Sư sống vào sư hô trụ thơ. Viêm ruột thừa. Nhập viện chủ nhật tuần trước. Lãnh quầy giảm. Sư sẵn sinh sinh thân trụ tờ. Làm phẫu thuật chưa? Xong mới xuất sầu sụ. Rồi, xuất lờ. Chúng mình đi thăm anh ấy đi, được không? Của mình chỉ khăn thơ. Hào bác. Được, hào. Anh mặc áo len này đẹp thật, mới mua phải không? Nì chuan, chơi chen máu y chân phèo liang, sư xin mời tờ mà. Chủ nhật tuần trước mua, kiểu dáng thế nào? Sẵn sinh sinh thân mời tờ. Dáng sẽ sống mấy dáng. Kiểu dáng đẹp. Tại sao không mua màu xanh? Giang sử bú chua. Quay sao mới bú mải láng sợ. Tôi không thích màu đỏ, màu xanh. Tôi thích màu nhạt một chút. Như màu vàng, màu trắng. Quả bú sĩ hoan hốn sợ. Láng sợ. Quả sĩ hoan chèn sợ y tiền. Xiang hoáng sợ, bái sợ. Tôi cũng thích màu nhạt. Nhưng mà tôi thích màu đậm hơn. Như màu đỏ, màu đen. Quả dễ sĩ hoan chèn dán sợ. Bố gồ quả cưng sĩ hoan sân dán sợ. Xiang hốn tờ, hay tờ, xin hỏi, sửa đồng hồ mất mấy ngày? Xin quên siêu biểu giao chỉ thêm, 1 tuần, với cả xin chi, đồng hồ tôi hư rồi. Ông xem có thể sửa được không? Quả trở khoai biểu hoài lờ. Nì khan nữ mua đứng siêu. Có thể, để đây đi, đứng siêu. Phang trở bà. Mùng mấy lấy? Chỉ hảo chỉ, hôm nay là mùng 3 tháng 5. Mùng 10 tháng 5 đến lấy. Jin thiên, ủ dễ san hào, ủ dễ sứ hào lái chỉ. Cảm ơn, xie xie. Không việc gì, phú xie. Tiểu Mai, các bạn khi nào nghỉ hè? Xe máy, nếu mà sớm vào sứ hồ phang chia. 30 tháng 5, ủ dễ san sứ hào. Bạn dự định làm gì trong kỳ nghỉ? Chia chi lì, nếu đã xoan xuất sầm mơ. Tôi định đi du lịch, quá sẵn chuyện lùi xiến. Đi du lịch ở đâu? Chuy nã lùi xiến. Đi Đà Lạt, bạn đi không? Chuy ta lợ. Nì chui mơ. Tôi cũng định đi, nhưng mà tôi muốn đi Nha Trang trước. Quả dễ chẳng chui. Bố cô, quả dễ chẳng chui Giá Trang. Bạn ở Nha Trang mấy ngày? Nếu sai Giá Trang tao chỉ thiên. 3 ngày, 3 thiên. Sau đó tôi đi Đà Lạt. Rắn hồ, quả chui ta lợ. 18. Đi xem phim. Tiểu Lý, tối nay bạn làm gì? Xéo lì. Chính quả nì chua sớm mơ. Viết thư, xẻ xịn. Chúng mình đi xem phim được không? Quả mình chỉ khăn tên gì, hào mơ. Phim gì? Sớm mơ tên gì? Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mừng. Được, mấy giờ đi? Hào. Chế đèn sổ. 7 giờ, chi tiền. Xin hỏi, đây là giấy mấy? Chính quân, rất là chi phải. Giấy 7, chi phải. Thế chỗ của tôi đâu? Nà, quả ta chỗ quên hơn. Ở trên lầu, tại lầu sang tờ. 我是陶宏信, 谢谢大家收听. Tôi là Đào Hồng Hạnh, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi thông tin liên hệ về lịch khai giảng của lớp do cô Đào Hạnh dạy xin liên hệ website tiếngtrunghanoi.com, số điện thoại 0978020636, email daohanh86a@gmail.com, website tiếngtrunghanoi.com. 谢谢大家，xin cảm ơn mọi người，再见。